Xin mời quý vị cho. Ông chuyên luận chủ đề và cả một tổ đồng nào cả nên tại vị thi xã đồng nào cả. Xong chương xã bị vị ăn trại chiến. Thank you, Mr. President. Good afternoon. Just a brief matter, just in relation to the planning for the questioning of the accused from the party's perspective, I would ask whether or not Your Honours intend to question the accused on S21 and Chung Ek together, or whether or not those topics will be dealt with separately so we can plan for our questioning. Additionally, I would also ask that if the questioning will be separate and the accused will only be questioned on S21 before talking about Chung Ek, I would ask that at the end of the trial chamber's questions that the parties be able to make a brief submission to Your Honour as to what time limit it thinks it may require in order to pick up any extra questions that they felt was relevant to ascertain the truth. And perhaps just one last matter, bearing in mind the central importance of this topic, the day-to-day functioning of S21, the prosecution would also ask that if possible, when Your Honours have finished questioning, that it takes the rest of the day in order to review all of the questions asked by the trial chamber so that it can present its questions to the accused in the most effective way possible. And I think that would have the effect of limiting the time, despite the fact there would be a few hours break in order to review everything that has been asked. Chụp sầm ra dạ pe mui chấm nuôn đầm bay thưa ca pin nứt từ lơ sầm nuôn đại bàn tăng hồi.
ក៏ជាបញ្ហានៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលបានដែលយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកឡើងមកពិភាក្សាទៅជែកវែងញែកគ្នានៅក្នុងអង្គលេក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំពិភាក្សារៀបចំសន្និសីទការពីថ្ងៃទី 11 ខាងអង្គជំរះសាលាដំបងដែរក្នុងគោលបំណងរិះរោមមធ្យោបាយថាមធ្យោបាយណាដែលល្អដែលមានបែបផែនក្នុងការឈានទៅរកភាពយុត្តិធម៌និងបានល្អប្រសើរហើយនឹងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែដោយសារលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ហានេះក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែរនៅក្នុងការកំណត់របៀបរបបនៃការធ្វើដំណើរការសម្ណាការទៅមុខនេះអញ្ចឹងអង្គជំរះ សុំពេលថានៅចុងម៉ោងនេះបើនិយាយថាចប់ទៅអង្គជំរះនឹងបើកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងម្ដងទៀតដើម្បីទៅជែកវិញ្ញាជាផ្លូវការហើយនឹងជូនព័ត៌មានដល់ភាគីនិងសាធារណជនទាំងអស់អំពីទម្រង់ការដែលយើងនឹងធ្វើការទៅមុខទៀតនៅក្នុងដំណើរការសម្ណការនៃអង្គហេតុទាំងពីរគឺអង្គហេតុស-24ព្រមទាំងជើងឯកនិងអង្គហេតុស-24នេះថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ហាទី 2 យើងនឹងបញ្ជាក់តាមសំណួររបស់លោកថាប្រសិនបើតុលាការធ្វើតាមអង្គហេតុដែលបានកំណត់រួចហើយដោយមិនការកែប្រែទេថារយៈពេលដែលទុកឲ្យភាគីនីមួយៗសម្រាប់សួរនោះយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែតាមការគិតគូររបស់អង្គជំរះគឺបានកំណត់រួចហើយថាដំណើរការសម្ភារការនេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់អង្គជំរះការសួរដេញដោលចប់នៅអង្គហេតុនីមួយៗហើយទើបបានផ្ដល់លទ្ធភាពជូនទៅ ភាគីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរធ្វើដូច្នេះអង្គជំរះគិតថានឹងបានឆាប់រហ័សហើយភាគីនឹងគឺបានកត់ត្រាទុកតាមដាននៅអ្វីដែលជាសំណួរឬក៏ឯកសារណាដែលខ្លួនយល់ឃើញថានៅខ្វះចន្លោះដែលអាចបំពេញបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរការនេះនេះជាការគិត បញ្ញាគិតមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាពេលវេលាទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចសំត្របព្រោះការណែនាំអំពីព្រឹកមិញយើងបានធ្វើការណែនាំនោះគឺក្នុងគោលបំណងនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីទេមិនមែនជាការស្ដាប់ទៅលើជំនួបចោតចំពោះអង្គហេតុដូចជាការសួរដេញដោលនេះអង្គហេតុមានលក្ខណៈវែងមានលក្ខណៈធំអញ្ចឹងបើយើងយកពេលវេលាព្រឹកមិញយើងមកឆ្លើយតបជាមួយនឹងអង្គហេតុរបៀបនេះក៏មិនត្រូវដែរតែក៏យើងត្រូវគិតគូរពិចារណា Just very briefly, Your Honor. Just to inform your bench, from the bench of the civil parties, and I'm talking on behalf of the four groups of civil parties, Judge Cartwright on Thursday in closed session asked us a question and whether we could come back with some indication. We met and we have some answers. I'm afraid it's not a complete yes. But I think we did some way, and we would be happy to inform your bench whenever it was raised in closed session. So I'm not sure how you want to proceed, but just for your honors to know that we are in a position to give some indication. សូមអញ្ជើញលោកស្រីជាក្រុម
Thank you very much for that indication that you have met to discuss the rather closed question I put to you during the trial management meeting. It would be very helpful if you could give an indication of how far you have reached an agreement thus far. And I also indicate that I know the co-prosecutors and the defence will have information for the chamber arising out of that meeting, but as I understand it, they're not quite ready yet to give us this information. But in the meantime, we can hear from the civil parties, Mr. Verma. Thank you. Thank you, Your Honor. So, as you told us, and you refer to your decision date 30th of April 2009, excluding basically what are the survivors, we, the four groups, intend to call 20 civil parties, and I should note that one application from group 4 is outstanding, still in front of your chamber pending a decision. So we have, for our meeting, we have considered that we have 21 then civil parties, and once again, excluding the survivors, 5 for the group 1, 9 for the group 2 and 4, and 6 for the group 3. Now, the indication which had been given before your order when we filed in February our estimates, we at that time, we went back to the finance, we were estimating 60 hours, 17 hours for group 1, 28 hours for group 2 and 4, and 15 hours for group 3. And we understand, considering the fact that we are sitting about 5 hours a day, I would say, so if you say 5 days, means 25 hours, that's what you told us. So all of us, over the weekend, went back to our clients and to our lists, tried to reduce as much as we could, and we, the situation, and again I'm talking on behalf of all groups, the situation is now from 60 hours altogether, we are down to 37 hours, 11 hours for the group 1, 15 hours for group 2 and 4, and 11 hours for group 3, which is about 40% reduction, and we do not think we can do much better, considering the fact that these civil parties are talking on behalf of our 93 almost civil parties, and that many of our clients for the group 3, many are coming from France, our group, they are coming, as you know, from overseas as well, and we really do not believe that we can do much more than that. But so it's not quite a yes, but we thought that it's significant progress, and we would inform Your Honours, and we are ready to elaborate or file or give you any detailed indication based on those figures. Thank you, Mr. Verma. I think on behalf of the Chamber, I can probably say that we will consider this information and advise you of the trial chamber's views as soon as possible. But thank you for making the effort, all civil party groups, to achieve what you have already done. Thank you. មុននឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានឹងដល់ខ្ញុំសូមអរញញឹមរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីហើយបានជ្រាបថាអរញញឹមរះបានទទួលយកសំណូមពររបស់លោកមេធាវីភ្ជាអូលវីយេស៊ូដែលសូមឲ្យជំនួយការរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ីសស៊ីកាហ្វីណេល អង្គុយស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់សនាការអង្គជំរះសម្រេចយល់ព្រមតាមការស្នើសុំនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងសូម
chun pora mien ni dal krom dal mien lok phea orisu chia mitavi antra chiet aich chat chaing lei lok keu oi chumnuoy kat ba kwat aich chol sdap nang kot tra pora mien phseing phseing neu na ka samnaka dambei pdal chun teu lok mitavi phea orisu tam tanom po hai ជិះកិច្ចបន្តអង្គជំរះសូមបន្តកិច្ចពិភាក្សាដោយបុគ្គលវេទិកានេះជូនទៅលោកអញ្ជើញមកទេបាទអញ្ជើញមកទេសូមជម្រាបលោកធានគាត់នឹងអង្គុយខាងបន្ទប់សាធារណៈខាងក្រៅនៅបាទចាំស្អែកតទៅជាប់នឹងជូនអង្គុយបាទអរគុណបាទអរគុណ Alors, on va revenir à la question des arrestations. Il a beaucoup été question lorsqu'on a évoqué la politique du PCK. Un grand principe qui était le principe du secret. Je crois que vous avez déjà expliqué que les arrestations étaient toujours décidées à l'avance. C'était jamais quelque chose d'improvisé. J'aimerais savoir quelles dispositions particulières étaient prises pour garantir le secret des arrestations. Et en particulier, est-ce que donner des indications erronées aux personnes qui étaient susceptibles d'être arrêtées? Est-ce qu'il arrivait qu'on entende ce qu'on pourrait considérer être comme des pièges, par exemple? បាត់បាំងនៅការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះលោកកក្រុមយេទីគ្រប់សំណួរលោកខ្ញុំយល់មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេខ្ញុំសាកល្បងពន្យល់អស់ជំរាបជូនថាគោលការណ៍សំខាន់គឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យបែកការសម្ងាត់នឹងជារឿងពិត ឯចំណែកសម័យខ្លួនដែលគេត្រូវចាប់ចងនោះអត់ដឹងខ្លួនទេឯចំណែកសេចក្តីសម្រេចចិត្តសុទ្ធតែខាងលើសម្រេចខាងក្រោមកាលណាខាងលើសម្រេចហើយខាងក្រោមត្រូវតែអនុវត្ត ឲ្យ បាន គាត់ មត់ និយាយ ថា ធ្វើ មិន កុំ ឲ្យ បែក ការ ធ្វើ មិន កុំ ឲ្យ រត់ រួច ធ្វើ មិន កុំ ឲ្យ តក់ ដៃ បាន ខ្ញុំ ក៏ សូម បញ្ជាក់ បន្ថែម មួយ ម៉ាត់ ថា អ្នកណាដែលគ្មានសមត្ថកិច្ចសម្រេចកំទេចទេអ្នកឯងហ៊ានទៅសម្រេចចាប់អ្នកឯងត្រូវមានរឿងហេតុដូច្នេះហើយបានជានាតក៏សម្រេចកំចាប់មនុស្សទៅទឹងទៅទេងមិនសុំច្បល់ខាងលើ ត្រូវតែខំកាយកប់លុបដានហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅមានក្នុងឯកសារនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ត្រូវខាងលើចាប់អារម្មណ៍
ខ្ញុំជម្រាបរឿងនេះដល់លោកចៅក្រមអត់ឡូវនេះខ្ញុំសង្ស័យវាចាក់ប្រធានដូច្នេះខ្ញុំសូមមិនទាន់ជម្រាបទេកាលណាលោកចៅក្រមសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំនឹងជម្រាបក៏ប៉ុន្តែ ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចម្លើយខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយបើខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចសូមលោកចៅក្រមមេត្តាសួរបន្ថែម Un nombre très important de personnes ont été arrêtées. Il y a eu des arrestations qui étaient des arrestations individuelles, et notamment des arrestations de personnes importantes, ayant des fonctions importantes. Pour certaines d'entre elles, vous nous avez même dit que ces arrestations avaient pu intervenir à votre domicile. Et il y a eu aussi des arrestations qui étaient nombreuses parce que les personnes concernées étaient en nombre très important. Et je pense notamment à des arrestations au sein de régiments, de divisions, où un nombre très important de personnes ont été arrêtées en même temps. Alors, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner quelques exemples et nous dire si des dispositions particulières, justement, ont été prises pour éviter que l'information concernant les arrestations puisse circuler auprès de membres de comités ou au sein de l'armée. Quelles étaient les dispositions qui étaient prises? ដែលមានតំណត្រាស័កនោះខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណួររបស់លោកចៅក្រមសំដៅអំពីការខាត់ខ្លួនជាទូទៅ ការខាត់ខ្លួនជាទូទៅត្រូវតែធ្វើទៅតាមក្របខណ្ឌអំណាច នៅក្នុងកងទ័ពមជ្ឈិម គឺលេខាសេនាធិការអ្នកសម្រេចដល់ការណាគេសម្រេចហើយខាងក្រោមធ្វើយ៉ាងម៉េចខំណាកុំឲ្យវាបែកការឧទាហរណ៍ការសម្រេចនៅ ទៅទទួលមនុស្សពីកង70និង209ដល់កាលណាយកចេញមកគឺខាងនោះគេអ្នកដោះស្រាយសម្ងាត់នៅក្នុងអង្គភាពគេ សំខាន់សាច់គេមិនមាត់នេះជារឿងការសម្ងាត់ដែលគេរក្សានៅក្នុងអង្គភាពគេឯចំណែកខាងស21វិញរក្សាសម្ងាត់គឺមិនឲ្យកងការពី ពួកអ្នកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គភាពផ្សេងទៀតដូច្នេះការតាក់ទងរបស់អង្គភាពណាក៏ដោយជាពិសេសស21ជាមួយនឹងអង្គភាពផ្សេងទៀតជារឿងដែលហាមឃាត់ អ្នកណាដែលចេញទៅទាក់ទងឆ្វេងឆាចខុសបែបបាត់សុទ្ធតែត្រូវសង្ស័យនេះគឺសូមជម្រាបបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹង
Est-ce qu'on faisait usage de faux prétextes pour convoquer les gens afin de pouvoir les arrêter? Est-ce qu'on leur disait, par exemple, vous allez assister à une session de formation, vous allez rencontrer telle ou telle personne, sachant que c'était des faux prétextes? Est-ce que c'était une pratique courante? គឺថាខ្ញុំមានប្រសាសន៍លោកចៅក្រុមគេពីគេប្រើរហូតអាយុវិធីនឹង đôi bằng chim sầm ao hai bằng gót đá mà ôi xong phải mùi chạm tam tam mình chia nguồn chia gót ôi bằng vô ai cả xa chùm lại xa rập hiệp mới mà xua bình chạc nhộng. Ôi, nhóm bạn đang tầm năng thạp ở băng mau mong bằng nét cứ bất chỉ tăng chạm. Coi thôn máu, băng nằm máu đài. Bạn mà nâng cao nó kì lời kia sọc mấy tí. Còn thôn chôn một đó. Khiến bộ sau phải mới chạm cực. Chỉ tu tới kì lời kia sọc là hai cái tờ tiền. Chúng ấy hai cái tờ cả. Được chứ này, sợ máu. Lựa bị bằng vành đán kì thưa là hốt, không nhận đàn gì trọng này. Donc, d'une façon... Donc, le principe, c'était arrêter les gens par surprise. Est-ce qu'une fois que les gens étaient arrêtés, on leur indiquait le motif de leur arrestation? Est-ce qu'on leur disait pourquoi? អ្នកទាំងអស់នោះថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវគេចាប់ខ្លួនជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានលោកកែក្រមមិនដែលប្រាប់ទេមិនដែលប្រាប់អ្នកសួរចម្លើយដែលយើងខ្ញុំបកលមកនោះថាឲ្យសួរនឹងក៏មិនប្រាប់ Vì con tài nẹ khắc kì căn cắp xâm lòng rương nếp môn máu kì dòi chung chùi. Est-ce que également, d'une façon générale, les transferts de prisonniers depuis leur lieu d'arrestation jusqu'à S21 se faisaient à des heures où il y aurait peu de chances de voir du public, notamment est-ce que les transferts se faisaient plutôt de nuit que de jour, toujours afin d'essayer de garder le secret? បញ្ហានេះខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកចៅក្រុមបញ្ហានេះខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយមិនអាចឆ្លើយមកបានទេប្រហែលជាអាចគិតដល់ពេលណាដែលស្ងាត់មែន
សូមបញ្ជាក់ថាភ្នំពេញចំនួននោះស្ងាត់ណាស់អត់មានមនុស្សអ៊ូអែនៅតាមផ្លូវទេ Alors, on va passer à un autre sujet concernant les conditions de détention. Vous avez dit qu'une fois que les détenus étaient arrivés à S21, on leur demandait d'ôter leurs vêtements, le cas pour les hommes, et qu'ils restaient uniquement en caleçon. Qu'est-ce que l'on faisait de tous ces vêtements ? ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមពិតវាមាននៅសល់ខោអាវនៅក្នុងជាជំភ្លោះដូច្នេះខោអាវនោះមិននឹងជាយកទៅធ្វើស្អីទៀត តាមពិតគ្មាននរណាយកមកប្រើទេខ្ញុំសូមរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំភ្លេចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយជាពិសេសអ្នកដែលចូលមកស21នឹងបើស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅ ជាឯកសន្តានអ្នកបដិវត្តគេដកហើយដល់ក្រោយមកគេឲ្យខោពណ៌ខោបរាំងខោលាវអាវកលេកលាអីជាអាវសមីទៅវិញនេះមានមួយបែបប៉ុន្តែធ្វើរបៀបនេះມັນនឹងជាមានប្រមាណអ្នកនេះដែលមានតិចទេ ហើយបានជាខ្ញុំលើកបញ្ហានេះយមរីប្រុសខ្ញុំចាំខ្ញុំចាំម្យ៉ាងឈ្មោះញ៉ែមសឿងដល់ផ្លាស់ខោអាវឲ្យគាត់គាត់មិនព្រមគាត់ស្រិចខ្ញុំទៀលទេយកអាខោអាវខ្មៅទៅស្លៀកវិញ ដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយនេះក្នុងឋានៈជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចាំព្រឹត្តិការណ៍នឹងព្រៀលៗមិនដឹងជាគេអនុវត្តយ៉ាងម៉េចពីខោអាវចាស់ខោអាវអីនឹងខ្ញុំអត់មានបានគិតទេនេះសូមជម្រាបប្រសាទលោកចៅក្រុមប៉ុណ្ណេះ S'agissant de la nourriture, vous avez indiqué, vous avez reconnu tout à l'heure, si je ne me suis pas trompé, que la nourriture était insuffisante. C'est bien l'expression que vous avez employée. Vous avez dit aussi que, à l'extérieur, de façon générale dans le pays, il était difficile de se nourrir. Alors, j'aimerais savoir si, selon vous, le fait que les prisonniers n'avaient pas assez à manger était dû à une pratique ou une politique délibérée. Est-ce que c'était quelque chose d'intentionnel ou est-ce que c'était dû à un simple problème, un problème d'organisation. สำหรับตู้เตียงประเทศโดยไล่เนี่ยตู้กันแต่รงครสนะนี้เชียงประชาชนธรรมดาเท่าเทียม
ដូច្នេះនេះជានយោបាយទូទៅរបស់បកគុំនៅកម្ពុជា Est-ce que vous aviez conscience d'appliquer une politique qui, justement, tendait à ne pas donner suffisamment de nourriture aux prisonniers? Est-ce que vous, personnellement, vous aviez conscience de, cette, de la mise en œuvre d'une telle politique? Est-ce que vous-même, à un quelconque moment, vous avez personnellement souffert de la faim? ពេលមួយនោះថាតាលោកមានដែរទទួលរងគ្រោះដោយសារមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងអង្គភាពស.21ខ្ញុំហូបបាយមួយពេលមកកូនចាន់ចង្កឹះហើយមកហូបគេគ្រាន់តែអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំមាន២មុខ ម្នាក់ឯងគាត់មកសមក21គ្នាប្រមាណរយអ្នកប្រមាណពាន់អ្នកហ្នឹងមានតែម្នាក់ឯងគាត់ទេដែលមានមហូប២មុខហើយមហូបតិចតិចទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចៅក្រុមថាពេលនោះទម្ងន់ខ្ញុំមានត្រឹមតែ49គីឡូក្រាមទេ Est-ce que cette politique avait aussi un avantage qui était d'affaiblir la population détenue? Est-ce qu'une population mal nourrie est une population qui est plus facile à contrôler? ឲ្យអាហារចំហូបអាហារມັນគ្រប់គ្រាន់នេះវាពិតជានាំឲ្យសុខភាពហើយនិងកម្លាំងកាយដំដាបដូច្នេះវាស្រួលគ្រប់គ្រងដែរមកផ្នែកវាស្រួលគ្រប់គ្រង ក៏ប៉ុន្តែចិត្តគេដែលអត់បាយស៊ីក៏បីជួនល្អហើយដែលគេមិនបះបោនេះជារឿងពិតដូច្នេះហើយបានជាវាមានបទបញ្ញត្តិមួយដែលមិនហូរកាត់ទៅសេថាសរាចរនោះងើបសុំស្អីសុំមានណានោះ ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ
Alors à propos de ces règles, est-ce que les détenus avaient le droit de parler quand ils étaient enchaînés? ក្នុងការនិយាយបញ្ចេញយោបល់ទេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានជាប់ខ្នោះនោះតាមពិតអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្មាំងគ្មានសិទ្ធិនិយាយគ្នាទៅជែកគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមានពេលខ្លះអ្នកយាមខ្លះទៅគេយកយល់គេចិត្តទលាយទៅគ្នាក្រុមបានធូរខ្លះ Est-ce que les détenus avaient le droit de bouger, de se lever, ou est-ce qu'ils devaient rester totalement immobiles? Bởi chồng quý tôi là sống an ở nhà kì. Rừng mùi kì ao nhìn quý, tạm bê lùi đĩa kì cầm nọt, anh đang bị miền mềm. Vous avez dit tout à l'heure que les détenus AS21 était traité comme des animaux. Je crois que c'est l'expression que vous avez employée. Est-ce que vous aviez conscience que de telles conditions étaient susceptibles d'entraîner une grande détresse morale? Et est-ce que vous aviez pris des dispositions particulières pour gérer, pour tenter de trouver un moyen de gérer cette détresse morale? វាមានទិដ្ឋភាពគ្រប់ទាំងអស់ ជាពិសេស ពាក្យដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលមកនៅជាប់ទោសនោះ ក្មេងៗទៅហៅមនុស្សចាស់អាហែង Đối chân này vì kết sắp sắp tới vì chỉ rừng mùi nước làng đo rừng nước bê ná vì ảm mạc luôn ánh bê luôn. Tôi có luôn khá nhóm kết bàn trăng tới chi mình được chết. ជាបានប៉ុណ្ណឹងនឹងថាឲ្យមានផែនការលុបបំបាត់ពាក្យគ្រុឌគ្រៀតបែបនេះមិនហ៊ានព្រោះតែការណាយើងហ៊ានធ្វើគេថាយើងគ្មានទស្សនៈបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងមិត្តសត្រូវ Nhi anh tục mất, tục sát trấu chỉ mất.
bơ nè anh chặt tục sẽ trở chỉ mất hơi mất anh khuyên chùm hô bằng nãy à lưng mất anh tạ cái chân mình là mình đó là cái đạo mà tôi vẫn đang dưỡng đó là cho đó đối chứ này vị thiên là cá mình tập tầm mũi đi cứ kịch mình được chụp chụp việc cái động về cái đùa về chư chạm về khu chật đó sẽ anh bán chụp thứ ấy giờ rộp máu khiêm bán, khiêm miễn bán rịp trong phần cá ấy đâm bấy đọc sai bánh hạ này tục ở tầng chân, ni hai chế miễn kia vào nặng. Est-ce que non seulement vous n'avez pris aucune disposition pour remédier à cet état de choses, mais est-ce que vous n'avez pas pris des dispositions pour éviter que cette détresse ait des conséquences fâcheuses, notamment que des détenus se suicider? ខុំខែនឹងអាចត្រូវបាទធ្វើតែគិតដល់ខ្លួនឯងដោយសារតែបញ្ហាតានតឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនេះគិតដែរប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់ជន់ជាប់ខុំខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់កុំឲ្យធ្វើអត្តឃាតខ្ញុំប្រើវិធានការកម្លាំងទៅវិញទេយកកម្លាំងជាធំពឹងផ្អែកលើកម្លាំងជាធំឧទាហរណ៍ការឃុំខ្លួននិងការសួរចម្លើយកុយធួនន ៅនឹងបន្ទប់ដែលឃុំខាំងកុយធួននឹងមានកងពិសេស2នាក់នៅប្រចាំការជាប់ហើយខ្ញុំដាក់កុំមីនេទូរស័ព្ទឲ្យមួយកាលណាបើមានប្រតិកម្មឲ្យគេវាយទូរស័ព្ទមកខ្ញុំជាបន្ទាន់ហើយដល់កាលណាគាត់ឈប់ប្រតិកម្មនៅមិនសន្ទុះប្រហែលកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងបានខ្ញុំទៅជួបគាត ដូច្នេះសរុបមកវិធានការកុំឲ្យកុយធួនធ្វើអត្តឃាតហើយឲ្យកាត់ខំសារភាពខ្ញុំប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក៏ពិតមែនឲ្យគាត់សម្រានឲ្យស្រួលបានហូបឆ្ងាញ់គួរសមប្រហាក់ប្រហែលនឹងយើងខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅជួបគាត់តែម្នាក់ឯងទេគ្មានណាហ៊ានទៅនិយាយជាមួយកុយធូនទេខ្ញុំហៅគាត់សិតតបងទីនេះខ្លួនជាអ្នកបញ្ជូនសេចក្តីសារភាពរបស់គាត់ទៅឲ្យអង្គការខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលអត់ធ្វើដឹងអីទេនេះប្រើគ្រប់មធ្យោបាយអញ្ចឹងតែសំខាន់គឺអាងលើកងពិសេស២នាក់នោះទៀតដែលនៅប្រចាំការជាប់
នេះជានេះជាវិធានការតែមួយគត់នៅក្នុងមួយជីវិតស21ដែលខ្ញុំធ្វើបានដូចនេះដូចនេះនៅស21ពិតជាមានអ្នកធ្វើអត្ថឃាតដល់យើងគ្រប់ក្រុមមិនជាប់ Vous avez dit tout à l'heure qu'il arrivait que des familles entières soient incarcérées à S21. Le père ou le mari d'un côté, la femme ou la sœur ou la fille pouvaient également être incarcérées à S21. Est-ce qu'il est arrivé que des informations puissent être échangées, que des contacts soient organisés entre les membres d'une même famille? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que d'une façon générale, c'est un climat de peur permanente et de terreur absolue qui est imposé à tous les détenus? Vous avez dit que vous avez visité assez peu souvent le centre de détention. Est-ce qu'il vous arrivait d'entendre des gens crier? ខ្ញុំអត់ចូលទៅតែសោះមិនមែននេះទេគឺខ្ញុំមិនបានចូលទៅកន្លែងឃុំឃាំងឯចំណែកក្នុងបរិវេណលីសេភញាយ៉ាត់ណា ខ្ញុំ ចូល ទៅ កន្លែង រោង ជាង គូ ហើយ នឹង ឆ្លាក់ ចូល ទៅ អង្គុយ សំកង់ នឹង មេន ឯ ចំណែក គុក ពិសេស ខ្ញុំ ចេញ ចូល នៅ ពេល សួរ ចម្លើយ កុយ ធួន ញឹក ខ្ញុំ ចូល ទៅ កន្លែង mất bằng xua chồng lại tại chỗ bằng tôi phương được xong rồi cao bật mình anh chẳng tôi phương hơi tại chỗ chân chết ông khí nó mà plate
hơi bờ cần lại xua trong lời Việt Nam để bọn mong này cần căn cấp không tự nhất từ từ này nằm cô chùm hồ này ca xua phong kì bì sách này nằm cô chùm hồ này ca xua đâm bây vô chùm lái sai vật chủ hơi nhảy đừng như trong đài thì không trong tầm mưa một trái xin thiệt đài con ưng đúng được thế này không xong chúng nghiệp bệnh trạng thạc không chỗ cả lại cục chỗ ban là cục bị sai và mang cả lại những ai đối chứ này, cả lư nhẹ tổ sái, khi nhóm mình đại bàn lư tế. Khi nhóm tư nó không phải giá cá để kỳ tiếp chóng sẵn ngập hai tế. Xong bật chọc bật này. Est-ce qu'il a pu vous arriver quelquefois d'être incommodé par des odeurs dues aux conditions d'hygiène terribles dans lesquelles vivaient les détenus, dues également à la chaleur? Est-ce que vous avez été incommodé par cela? Je me disais pas ça, l'autre gramme. Clan. Clan de yam, petit mien. Maintenant, je clan de vie. Pas pour le socop, il y a un mec. T'as vu, mien, mien, clan. Tại khi ông ắt bàn chỗ, đối chứ này khi ông vì rụi khuôn đai màn bàn thông khẩn nâng, nì xôn chung nghiệp đời trăng rồi. Rương đại khi ông ắt bàn chỗ này màn mên màu bị khai khẩn đi, đăng ai cứ đừng khẩn đi về khẩn, có bàn mên màu bị khai khẩn đi. Xong khăn cứ nhẹ đề nơi chụp nồng phía chán chán thì nhẹ đề khám sủa vì một màu. Ta không thể khơi một kế, ta không thể thuê được một chàng mạch. Không thể nhìn gì bằng lại bằng lòng bóc bạc chất khuôn anh chàng mạch. Đối với hai đứa chăm kích chỗ cơ rừng mà để chăm thấp school mình chẳng ở khơi mốc nơi khăn ông bé để khi mà rong căm nơi gần lạnh chăm chẳng đi. Đối với không xong bất chừng biết bất chạy bản năng. Vous aviez peur de voir le spectacle des souffrances de ceux qui étaient placés sous votre autorité? Rien n'est.
chim mono đẹp trong thợ scroll bị mụn máu căn để thưa ở khi mà run thoát tạo slot nát thứ tiền et comment vous qualifiez votre attitude ta lục chặt tục thà pê nóng tạ chà rắc của lục dạng đôi mà đánh tới khi mình đang gì cái hậu ấy thế bằng này khi nhóm con chấm riệp thà khi nhóm bất phân nê khi nhóm bất tạ chí ấn chong khơi sẽ có đánh bất bất sẽ có đánh bất nê vì nhóm nhì à rộng khi nhóm khăn bê khi nhóm kích như sọc thơ mình đăng thơ mình lưu thơ mình khơi Est-ce qu'on peut appeler ça de la lâcheté? Ta yêu anh dây tha vay đại lục phơi nắng chi ông phơi cầm sạ đại rồi thế. Đôi chi à, hút bị cầm sạ là thế mà nó kia đâu bị hàng mày thế. Trầm cầm sạ không được tua, còn đôi chi hút bị cầm sạ là thiết. Các bật mất, các bật phe. Có tha bán anh khi ông bình dẫn lời cơ hội này khi thật khi ông chìm nghiệp lúc giáo cơ hội thật bắt mất bắt phẹt có tha bán đây mình trong tầm cầm xa thì je pense Donc, d'une façon générale, est-ce que vous reconnaissez que les prisonniers de S21 ont souffert d'atteintes graves à leur intégrité physique et mentale en raison des actes inhumains qui leur ont été infligés, actes inhumains qui comprenaient la privation intentionnelle de nourriture, la privation d'installation sanitaire, la privation de soins médicaux appropriés. Est-ce que vous reconnaissez que pendant leur détention, les prisonniers étaient soumis à des violences et des restrictions sévères? Est-ce que vous reconnaissez que les conditions harassantes qui leur étaient imposées, tant individuellement que collectivement, avait pour objet de les démoraliser, de les dégrader et de les déshumaniser de manière à ce qu'ils soient maintenus dans un état de peur permanent. Voilà, Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions à poser. Chai Krom Laven, Knyom Asom Novo Tien Hai, Somma Kun Lopur Tien. Knyom Mien, Mui Pisom Novo Tien, Tai Pan Noh. Sùng nô thì mới nghe chứ tha ta nẹ chỗ không khen trời mong ọt là ha đây một là hai trầm tay cầm hoa mà tay mình tuôi đời xa mình cờ rụp bật bình chia này mình thì không khen khăn ông long pê mình thì không khăn ông long pê này cả không khen phụ kê đại được tí mong ọt là ha mình đây tha về phải được bò nó không mà long pê mùi pê rồi có bao màn pê từ tam lẹt nạn đây cầm hót đây mình bàn cờ rúp nữ bọt mình chia để đã đời hồ ông pi tha ngơ tha quỳ mình ao nhị gì khi ấy chứng
ta miền cả này nâng đại được tí. Chúng ta phải xa lộ bật hiến. Thôi cho bật, tại khi mình mang khơi nâng phần này, tại khi mình chưa chạy thả bất chế miền. Chỉ mình rồi, khi mình xong được tuốt xa có. Hai có, mình tâm lẽ không hồ tới lời kì thì, mình tâm lẽ không hồ tới lời hồ sẵn sẵn thì. Ở cún. Rập hộp à hà, đây là bàn xua đời chạc rầm, khát rái cái đôi chìa chạc rầm, là về như đội hới, rập hộp à hà cứ mình tịch tuốt, mình cục cuồn, đội này hới nè, chụp khung kháng, thử sắp đời đạch à hà, miền mùi chùm nuôn, trơn đấy, đây là miền cả sắp đời xa đạch à hà nô, ta miền cả này nên đại rư tí. Chúng ta phải xa lộp cho gặp ông lộp bất thiện. Bất chí miền có rằng này đi. Không tự tuôn, ọt bà cài thì. Miền. Bạn ổ cún. Ta miền xây vào bệnh nơi bần ti xô mà phê mùi đại đại tế. Hai bờ miền tự thân là phép rưu lạc nặng. Sầm bắt nơi phần này xây khá xây vào bệnh trong buồn. Chân chọp khung khang ăn vọt đôi mà đánh đá. Và bếp chứ mình đẹp bất sáng lộn bất thiên cứ miền. Khân nông cô bấm nong thay đã xa mà nốt. Xem rắp tại xua chồng lá ở trong phần nông ai. Bạn đã đọc rõi máu bốc lực bếp khuôn ai nó có chết từ trăng trăm. Bạn đã tới nữa. Vì tôi chỉ xây vào bếp mũi đầy ra khía đặc hạ. Cảm mà phía bao nơi không mình tìm bếp, nó không xóa mà phây mũi này. Từng phải ai, từ lờ bếp đá trên nệ tù, từ bình. Từng bông lái, nhưng không bảo bảo bóng rốt cột, đó là bóng rốt cột trời kì bình chìa ở dô tự cầm tích tới. Trời bình phải ai lưu nẹp xây tiền, trong cơ bóng phút này lưu khâm bình phải ai lưu khâm mùi nguồn chìa mà nẹ. Chúng ta xây đi, hai niềng thôn. Chỉ bếp nhóm hai niềng hạ xiềng hạ phát đẹp. Thôi chỉ bếp đài. Được chứ nế, xây vào bếp. Bà cóp thằng nắm cứ bị nhẹ nâng. Hạ phát đẹp hai niềng lại và rì nâng. Chỉ nhẹ bà cóp thằng nắm. Ai dòng này bếp bọc nhóm cần là chỉ nhẹ. Ai thằng nắm thì. Cái nhóm tôi lại khuôn ai chứ. Có bưng bị nhẹ nâng. Nhi chúm đẹp đời trọng, xây vào bếp vì rực hiệt khá ọt hài, khá phía bếp chấp ọt tận nâng, ọt miệng bàn có sang thầy thèm thì. Sở rộp máu, chúm bộ bộc lực vì anh chẳng ai dòng này chúm bộ, nghĩa tốt cứ đuổi khẩm bàn chúm đẹp đục, và thiên chẳng. Hời kịp chiếc báo xâm rắp tế, xu chúm lại ở chọc. Nhi thật bật nông, cứ xâm chúm đẹp đời xâm ọt thật, vì rực hiệt, vì dắp chẳng. Bạn, ông Quân. Ấy lời này cứ đọc bê trời xâm rạng nơi bê lưng nghị hơi đời mong buồn bà phê nê ti hơi được chứ này ông dùm ra bà cả phá xâm nạ ca xâm rạp thằng ngày này trầm ni hơi xâm nạ ca lực tự bần tỏ nơi thằng ngày xa ấy nơi vì liền mong bà buồn bực được chứ này phía kỳ đang ngọt trầm xâm mạng chương châu ruộm nơi khổng cách xâm nạ ca xâm nạ ca nơi thằng ngày ta ấy mong cầm nọt đi. Anh rẽ một tí khung kháng, xôm nòm chuẩn dịp cháu tự cần một tí khung kháng vĩnh, hay ai nòm quát một căn xa thầm nạ cá, ai bàn môn mong phẩm buôn được ngày xa ấy.